Nếu bạn có nhu cầu mua ạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shop ạt siêu ngon.com, cam kết uy tín và chất lượng. Đây là cái dấu bước chân, cái dấu chân. Theo mọi người nghĩ đúng là dấu chân trẻ em không? Một ngón, hai ngón, ba ngón, còn đây hai ngón danh. Mình nghĩ nó rất là giống. Ở tất cả những cái hình ảnh ở trên chất tường trong đây, mình lại thấy cái điều sợ và nó lạ nhất là cái giỏ dưới kia. Hello, chào mọi người qua lại kênh Gió Đồng nhé. Thì không biết mọi người còn nhớ cái ở video cách đây có lẽ là mình đã đăng khoảng hơn một tuần lễ rồi, là mình có cùng một số anh em đến cái khu nhà bỏ hoang ở rất là sâu ở trong một cái, mình không biết gọi đây là cái gừng hay là cái lùm nữa. Thì hiện giờ là mình đang trên đường đi đến đó. Thì hôm nay thì mình đi một mình và mình đi buổi ban ngày, tại ở video trước thì Lập có hứa là Lập sẽ quay lại đó một mình, nhưng mà mình muốn đến ban ngày để xem coi ban ngày và ban đêm ở đó nó có cái gì khác biệt, và cũng như là muốn thử xem cái ban ngày nó có cái điều gì đó lý thú hơn ban đêm không, và mình cũng muốn biết là ban ngày ở đây có ai vô gia không, coi thật sự ở đây nó như thế nào mọi người. Thì ở cái video trước, ở cái video trước thì do là YouTube Lập để cái tiêu đề có liên quan đến trẻ em và phụ nữ, cho nên YouTube đã tắt cái phần comment của video trước. Nhưng mà chỉ có video đó thôi mọi người, chắc là mọi người cũng hơi thắc mắc đúng không, mình thấy cũng có nhiều người hỏi. Bây giờ Lập cũng đi vô được một đoạn này, Lập bỏ cái xe ở ngoài cái nhà người ta, mà nói chung là mình thấy cái nhà mà không có ai ở trong nhà hết, mình định rỡ nhưng mà không có ai, cho mình khóa cửa mình để phía ngoài mình đi. Mình mong là cái xe mình sẽ không bị gì. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó mọi người, để mình sửa cái camera nãy giờ mình. Chết bài, chắc ướt đồ quá. Như mọi người thấy nè, cái khu đường vô nhà hiện giờ là ban ngày, mọi người thấy là không có cái đường vào, hình như là không có luôn, bị bích chịch à. Mình định ở đây đến về đêm xem như thế nào, nhưng mà do là mình có việc đột xuất, mình đi vào đây và mình sẽ xem kỹ ban ngày như nào, mà hôm nào đó mình sẽ trở lại đây ban đêm. Và đặc biệt mình trở lại đây mình sẽ đi một mình thôi mọi người. Đây thì khoan để Lộc thấy cái camera nó ngắn rồi các. Mọi người thông cảm nha. Đây nè, vô tới cái nhà nè mọi người thấy không? Cái khu này lúc trước là mình theo mình biết là của nhà nước, người ta bỏ khá là lâu rồi. Nhưng mà lý do gì bỏ thì mình cũng không rõ.
Cái hình thù này thật sự hôm đó mình cũng nói rồi, nhưng hôm nay mình muốn nói lại. Mình thấy nó khá là kỳ quái ở cái điểm là cái đây thì khá là giống một cái, mọi người thấy rất là giống một cái người, có thể là người đàn ông. Thật sự khả năng nó rất là giống người đàn ông. Và ở bên đây giống như cái lạc tàu lá chuối, mọi người thấy đúng không? Rất là giống. Nói chung là có thể là do chúng ta tưởng tượng ra. Khi mà chúng ta tưởng tượng thì nó sẽ ra nhiều hình thù, nhưng mà thật sự nó khá là giống. Mọi người có đồng quan điểm với mình không? Chẳng hạn như cái hình phía bên đây nè mọi người thấy, cũng khá là giống cái mặt người, mà do Lộc nghĩ là mình tưởng tượng. Thì hôm đó mọi người có nhớ cái lúc mà Lộc bị kéo không? Là mình bị kéo, nhưng mà mình không hiểu cái gì đó mà tác động hoặc cái làm cho mình không có thể giữ được cái cơ thể mà lại mà bật ngược ra phía sau. Nói chung là rất là khó tả mà. Mấy cái hình thù này mình thôi, mình nghĩ do là nước nó lâu ngày nó ngấm vào và nó tạo thành những cái đường ấy thành ra đó. Nhưng mà nó có cái điểm này là mình thấy lạ ở chỗ này nè mọi người. Mọi người để ý kỹ cái dấu như ngón tay mình có nhiều cái, rất là nhiều dấu vào, giống như cái gì vào đường mọi người thấy không? Ngay ngón tay mình chỉ nè, có rất là nhiều cái thứ gì đó vào lên tường nhưng mà nó không có gõ nát được. Cái gì ta? Mình bị kêu kêu vậy. Rồi hôm nay mình mới để ý. Tới bữa nay mình mới để ý là cái cây này ban ngày nó vẫn lắc lư, mọi người thấy không? Tại vì đây bữa thổ mình không lý ra là đây là cái cửa, mình có cửa, bên đây có cửa gió thẳng vào mọi người, làm cho cái lá cây nó rung. Mà xung quanh thì không, bữa nay không có cái điểm lạ gì, mình thấy rung rất là nhiều. Không phải riêng cái cây này không, hôm đó thì mình thấy tất cả các cây ở đây đều không có rung. Nhưng hôm nay mình thấy những cái này lại nghe là khi gió thì nó sẽ rung liền hết đi một khu vực. Mình đi thì mình sẽ quan sát những thứ gì mà mình thấy có cái điều lạ, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Bởi nhiều người, mọi người phải nói đừng hỏi tại sao mà Lộc thắc mắc những vấn đề mà đơn giản, tại những thứ đơn giản nhưng mà chúng ta có thể là khám phá được một cái điều gì đó nó bí ẩn trong những cái điều đó, nó cũng hay đúng không mọi người. Đây cái khu này để mình quay sơ cho mọi người xem. Hầu như xung quanh này là cây cối thôi đúng không mọi người. Còn ở chỗ cái khu này phía bên dách này rồi, mọi người hôm đó có nhớ là em nó thấy,
em Phúc nó thấy, nhưng mà mình thì không có thấy. Ở đây nó có một cái cây me nằm, nó nằm cạnh luôn cái nhà riêng này. Mình nghĩ cái chỗ này có thể là cái toilet hoặc là cái gì đó. Hôm đó thì đúng rồi, ngay chỗ này. Thì tại ngay chỗ này thì mình không hiểu lý do sao mà mình đứng như vậy. Mọi người nghĩ đứng như vậy thì cho dù gió hoặc là như thế nào nữa, mà cái khả năng mình bật ra tới đây nó có, thì khi mình như thế nào mới ra được tới đây. Mọi người thấy cái khoảng này, cái khoảng này nó từ ở đây nó hơn một gang tay, là mọi người biết là nó cũng khá xa, và nó cái bực này cũng khá là cao so với mình. Nó đứng gần ngang luôn quần mình, là mọi người biết rồi, nó khá là cao. Còn những cái thứ này thì mình sẽ cho mọi người xem, nhưng mà tùy mọi người thôi. Tại đây là mình thấy gì mình nói nấy. Nhiều người nói mình thắc mắc những chuyện bình thường, nhưng mà có những thứ mình thấy nó bình thường, nhưng mà có những thứ nó bình thường mà lại thấy nó không có bình thường chút nào mọi người ạ. Như đây nè, những cái vệt này thì mình không biết đây là cái vệt máu hay là cái vệt gì nè mọi người. Mình nghĩ khả năng những cái vệt này là máu khô ở trên đây nữa nè. Người thấy không? Ý hôm đó cái đầu cái có cái hình cái đầu người ở đây, hôm nay nó thấy rồi. Mọi người có nhớ ở video trước là lúc mình ngồi xuống, lúc mình ngồi xuống, mọi người có nhớ không? Lúc mình ngồi xuống đây nè, lúc mình mặc cho máu này, lúc mình ngồi xuống đây thì cái chỗ này có hình cái đầu người, mọi người còn nhớ không? Ngay chỗ này không? Chỗ này hay bên kia? Đừng coi kỹ đâu. À, bên đây, bên đây. Không phải, để mình nhớ lầm. Đây là ông hình đầu người thì do mình thì mọi người nói cũng khá là đúng, là do chúng ta có thể là mình tưởng tượng ra những cái thứ mà mình, nhưng mà những cái hình hài thì mình nghĩ nó có thể là do vô tình thôi. Chẳng hạn như cái gì nó sơn này, nó vô tình nó chiếm như thế này, mọi người thấy cái thành nó khá giống một cái người. Còn ở phía sau này mới là một điều quan trọng, tại là phía sau này mình thấy mình nghĩ mình mới nghe cái tiếng gì đó phát ra từ trong đây nè. Ở đây thì ban ngày mình đi thì thấy nó sẽ, thật sự mình thấy nó đỡ ban đêm. Thì ở đây có những cái dấu tay mà mình không thể biết được là cái dấu tay này là của người làm. Mình nghĩ khả năng chắc cũng có người, nhiều người nào đó đến đây làm những cái này. Hoặc là có thể
là ai đó cái tay dơ vô tình lúc trước, cái vô tình dịnh vô thì nó có dấu lại. Nhưng mà mình không dám chắc chắn mọi người ạ. Mà có một cái thứ mà mình cảm thấy nó khá là mơ hồ, đó là cái bàn chân của đứa bé trên tường. Mình nghĩ, mình nói thì thật sự hiện giờ mình ở đây chứ, mà mình nói ra thì mình cũng nó hơi nổi da gà chút xíu, đã nghĩ là mình cũng có cảm giác nó hơi mình nghĩ mình vừa nghe thấy được cái tiếng gì đó, có thể là con gì chạy hoặc là tiếng người đi nó. Mình nghĩ ban ngày nếu mà nó có là mình không thấy con gì nhưng mà mình nghe cái tiếng, nhưng mình nghĩ là chắc lẽ là cái con gì đó mà nó chạy giống như tiếng chân người á. Để mình quay lại cái chỗ này cho mọi người rõ. Đây nè, đây là cái dấu bước chân, cái dấu chân. Theo mọi người nghĩ đúng là dấu chân trẻ em không? Một ngón, hai ngón, ba ngón, còn đây hai ngón danh. Mình nghĩ nó rất là giống. Ở tất cả những cái hình ảnh ở trên chất tường trong đây, mình lại thấy cái điều sợ và nó lạ nhất là cái vỏ dấu chân này. Rất nhiều trường hợp bị ma giấu ở những nơi gọi là như thế này, và một buổi mình nghỉ ban ngày ma giấu vẫn có bình thường. Rất là nhiều trường hợp ban ngày bị ma giấu mọi người, thường thường là 12 giờ trưa. Ở khu này thì nếu mà người đêm đi một mình á, mình nghĩ khá là nguy hiểm. Tại những khu như thế này á, mình nghĩ 99% là sẽ có một cái điều gì đó mà gây nguy hiểm cho mình. Thứ nhất, ở đây thì mình không dám hơi dân ma tí, không có thấy vô đây chơi. Thì mọi người thấy đó, không có dấu hiệu của người chơi dân cho ma tí. Mà ở đây á thì ngày xưa thì có lẽ là cũng có chết chóc được khá là nhiều. Còn những cái dấu này thì mình cũng tò mò sơ thôi. Mình nghĩ nó, nếu mà đơn giản thì nó giống như những cái vệt cà phê. Đây cũng vậy. Ban ngày á, thì mình thấy nó khá là, nó cũng hơi rợn rợn, nhưng mà nó không có như ban đêm. Ban đêm bữa đó đi đông, thật sự đi đông, nhưng mà thật sự là trong lòng mình lúc nào cũng không có được yên tâm.
trong đây đây có một cái mùi mùi dơi, là mùi phân dơi rất là hôi. Đó là một cái mùi mà mình thấy ở đây. Có lẽ là một ngày nào đó gần nhất mình sẽ đến đây vào ban đêm một mình để xem thôi. Nếu mà đi một mình đã có điều gì xảy ra không? Đây nè, mấy cái dấu này là giống như là rất là giống máu, thật sự nó rất là giống máu luôn mà. Giống máu cũ nên nó sẽ trở thành màu đen. Lâu rồi nó sẽ trở thành màu đen. Và trên tường này nó còn rất là nhiều loang lỗ, rất là nhiều. Đó nữa. Qua tới bên kia luôn. Đây nè. Có rất nhiều trường hợp người ta thấy những hình ảnh kỳ lạ nằm ở trên những vách tường hoặc là những thân cây, nhưng sau một thời gian thì người ta không thấy nữa, hoặc có thể là những cái hình ảnh đó do con người mà tưởng tượng ra, cũng có thể đó là minh chứng cho sự hiện tượng tâm linh. Họ có nghĩa là thông qua những hình ảnh đó cho chúng ta biết là ở đó có những gì, nhưng mà nhiều khi mình không để ý tới thì nó không là gì hết. Mà mình nếu chung mình nói về cái vấn đề đó thì nhiều người sẽ lại nói là do trí tưởng tượng của người mình quá phong phú. Nhưng mình nghĩ đúng. Nhưng có những cái trường hợp nếu mà nói về tâm linh đó thì nó lại không như thế. Mình vừa nghe cái gì vậy mọi người? Ở góc trong đây nè, nghe âm thanh. Cái âm thanh gì đó rất là giống như là cái con gì hay gì á. Mình nghe bên đây, mình nghĩ là con mèo hay gì á. Mình nghĩ là con mèo rất là giống, tại vì con mèo á nó kêu á rất là giống đứa trẻ. Mình đây là mình nghĩ thật sự mình nghe nó giống như con mèo á đứa trẻ. Có là hai cái mình đang phân vân. Mình nghe trong bên đây mọi người nghe không? Đó. Nghe nữa. Cái tiếng khá là giống tiếng trẻ khóc, nhưng mà nó lại giống tiếng mèo kêu. Mình phân vân không biết mèo hay là người, hoặc là cái tiếng nãy đi đi của nó là con mèo sao, mà giống như đó. Ủa. Đây là con mèo bịp, cái này không phải. Này đây mọi người thấy con mềm bịp nó tháo ốc. Nhưng mà không phải cái tiếng nãy tiếng khác. Không phải tiếng con mềm bịp.
Mình nghĩ mình sẽ quay lại đây vào buổi đêm để xem cơ đây như thế nào. Và đi một mình. Vì ban ngày nếu mà có tâm linh đi nữa, có hiện tượng tâm linh nữa, họ rất là hạn chế cho chúng ta thấy được. Tại vì rất là khó ban ngày họ thể hiện được, vì họ chỉ có thể làm hành động như là những cái hình hài gì đó mà mình chúng ta như những khi mà lập đình bị thì những thứ đơn giản thôi nếu mà mình thấy. Nhưng chỗ này đi về ban đêm đó, thì mình nghĩ mình phải trang bị khá là nhiều thứ mình dám đi mình. Thì bây giờ mình đến đây ban ngày và chia sẻ mọi người như thế là một cái điều đặc biệt là mình nghe lúc nãy. Mình không biết cái tiếng trẻ em hay tiếng mèo. Nếu mà trẻ em thì sẽ có đứa nhỏ nào đó đâu đây nó khóc, tiếng nít mà. Thứ hai là nếu con mèo á nó kêu thì thường thường những cái tiếng âm thanh đó là xuất phát từ những con mèo dưỡng được. Mọi người có nghe tiếng nít không? Mình nghe rất là rõ nữa đó. Ở đây thì cách xa cũng có nhà nhưng mà rất là xa, lúc lúc ngoài kia mình nghĩ chắc không phải là cái hướng mình nghe hướng này nè. Nếu mà tiếng mèo kêu mà cái tiếng lúc nãy á mình nghe tiếng sột sột ngoài này, ông khuya sao ngoài sao á, nếu mà có mèo mình ra sẽ thấy. Nhưng mà nãy mình ra cũng nghe tiếng nhưng mà không thấy mèo nào hết. Mà mèo dưỡng đực á thì thường về ban đêm nó sẽ kêu nhiều hơn. Còn cái âm thanh này thì mình không có gõ được mọi người. Mình sẽ về, có lẽ là mình để mình suy tính cái đường hôm nào mình sẽ đến đây một mình và thử coi một mình á thì về đêm ở đây như thế nào mọi người. Mọi người hãy mình nghĩ, mọi người nghĩ mình có nên đến đây và đi một mình không mọi người? Lộc xin bây giờ Lộc cũng xin kết thúc video. Lộc nghĩ mình dừng ở đây và có lẽ là mình sẽ quay lại đây vào một clip gần nhất có thể mà mình sẽ chỉ đi một mình đó mọi người. Lộc xin chào mọi người đừng quên like và share video lúc Lộc có nghị lực để cố gắng làm nhiều video khác cho mọi người xem mọi người. Chào mọi người nhé.